Đây, cánh mà mình chờ sợ luôn nhé, nhìn tiếng nhỏ nhé. Xin chào các bạn nha, thì hôm nay là thứ bảy, mình quyết định đi với ba mẹ xuống Ba Ria các bạn. Thì mình xuất phát từ hồi 4 giờ, 5 giờ là bắt đầu xuất phát, rửa dạ rồi. Thì chạy tới đây là khoảng 7 tiếng, 7 giờ 15 á, tới thị trấn Phú Mỹ và chỉ là uống cà phê rắm. Thì ba mẹ đang uống cà phê rắm các bạn. Ở đây mình quay cho các bạn xuống Ba Ria các bạn xem nha. Đó. Thì dự định thì sau khi uống cà phê xong thì cửa nửa tiếng đó mình sẽ chạy xuống thành phố Ba Rịa. Đó là thị trấn Phú Mỹ nè. Rồi mình sẽ tiếp tục xuống Vũng Tàu chơi. Rồi chỗ này là quán cà phê mình đang uống nè. Đây là đường đi vô. Đây là quán góc phố ngay đường Lý Thường Kiệt giao với Trần Hưng Đạo nha các bạn.